Ta cùng đến với số báo danh 05 đến từ trường Trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm với phần giới thiệu về lễ hội Gầu Tàu của người dân tộc Mông, và số báo danh 06 chuẩn bị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, hôm nay chúng em vinh dự được tham gia hội thi giữ gìn truyền thống các dân tộc và tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Hòa chung với khí thế của hội thi, chúng em đến từ hội đội thi trường Trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm xin được giới thiệu về lễ hội tiêu biểu đặc sắc nhất của người Mông sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đó chính là lễ hội Gầu Tàu. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội văn hóa dân gian có quy mô lớn nhất của người Mông Tây Bắc. Theo truyền thuyết dân gian kể lại, trước đây những cặp vợ chồng nào lấy nhau nhiều năm mà chưa sinh được con, và muốn sinh được con như ý muốn thì người chồng sẽ lên một quả đồi nào đó cầu xin thần đồi, thần núi phù hộ cho gia đình sinh được người con như ý. Nguồn gốc của lễ hội Gầu Tàu bắt đầu từ đó. Đây là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc nhất của người Mông. Lúc đầu nó chỉ gắn liền với việc cầu tự, cầu con do một gia đình nào đó trong bản đứng lên tổ chức. Chỉ những gia đình giàu có mới tổ chức được lễ hội này. Đến nay, lễ hội dân gian truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu nay đã được phục dựng lại. Ngoài ý nghĩa ban đầu của lễ hội là cầu phúc, cầu mệnh, đã có sự biến đổi nâng tầm thành lễ hội của bản với ý nghĩa cúng tạ trời đất thần linh, phù hộ cho mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vào dịp mở lễ hội Gầu Tàu cũng là dịp để mỗi người con dân tộc Mông trong bản đi làm ăn xa, đi công tác xa, nay có dịp về hội tụ với gia đình, với người dân và về với bản làng để tụ họp vui chơi, chuẩn bị bước vào một năm mới, một mùa vụ canh tác sản xuất chăn nuôi mới. Thời gian mở hội Gầu Tàu thường trong khoảng từ ngày mùng 6 Tết đến ngày 8 tháng Giêng. Trước đây thường 3 năm tổ chức một lần, tổ chức khi có điều kiện hoặc có yêu cầu mới làm. Đến những năm gần đây thì hội thường được tổ chức 2 năm một lần. Lễ hội Gầu Tàu thì thường gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Hội thường được Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức tại các huyện, làng, bản, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Lễ hội thường được tổ chức trên một khu đất đồi tương đối bằng phẳng để thuận lợi cho việc đi lại vui chơi. Ở phần lễ, trước đó, gia chủ, nay là tổ trưởng hay trưởng thôn, trồng một cây nêu, cây trúc hoặc cây mai. Trên thân cây có dán giấy đỏ hoặc vàng, cắt dán hình nhân treo lên ngọn cây. Xung quanh cây nêu có 9 cây trúc. Vào lễ, gia chủ chuẩn bị một mâm cúng cùng một chiếc đùi lợn. Vào lễ, gia chủ chuẩn bị một mâm cúng gồm một chiếc đầu lợn đã được luộc chín cùng với 3 bát xôi, một chai rượu, một bó lúa, một bó ngô, một chút hương và cùng với một sấp tiền đinh bán, hay còn gọi là tiền âm phủ. Sau đây chính là một phần của lễ cúng trong lễ hội Gầu Tàu. Chùa rồng hồng ho ni chùa rồng ho đá chi đá khu nọ rồng đỏ cha cú chi hu đá chi đá chùa cú chi to một chiếc chơi ô pê gì màu nhon tờ lia tè ni nông ni do to bê cho mo tờ nông cho cú giữa hu lò nọ chiếc hu lò nọ chú lơ sớ tranh thó mo lo lô chỉ cho mu đạo rồng tê chỉ xanh mu đau đa chỉ cho mu ca đề chỉ xanh mu ca ha sơ tranh thó mo lô lô chỉ cho nó tin tờ chỉ cho mu ế chư ế chê ca chỉ sơ tranh lo tơ thiệt nông ni mua ô bê gì mong nhon tờ địa tê ni nông ni do tao bê cho mon tờ nông chợ cú giữa hù lo nọ chiếc hù lo nọ chú lơ sơ tránh thó mò lo lô chỉ cho môn đạo dùng tê chỉ xanh môn đau đa chỉ cho mù khà đề chỉ xanh mù khà sơ tránh thó mò lo lô chỉ cho nó tin tờ chỉ cho mù ê chữ ê xì cá chỉ sơ tránh lo thơ tiếc. Sau khi gia chủ hoặc thầy mo trưởng bản làm xong những thủ tục lễ bái, khi đó tất cả bà con trong bản đều đến tập trung đông đủ. Lúc ấy bà con trong bản khi đấy chê ra cây chủ cây nêu được do chính tay gia chủ hạ xuống.
chung đông đủ tấm chúc tụng ăn uống nhau. Xong các thủ tục quan trọng thì mới chuyển sang phần hội. Trong hội gầu tàu thì phần hội là vui nhất, với rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn của dân tộc Mông, tiêu biểu như múa khèn, đánh yến, đánh cu, thi hát đối giao duyên, ném bao. A mi u xoa có mi lệnh nhà a lệnh chi nọ chán a chi du tạ mò mi ngà. À, lễ hội gầu tàu của dân tộc Mông cũng hứa hẹn với một năm mới mùa màng bội thu. Cuộc sống của bà con các dân tộc Mông thiểu số trên cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Mông nói riêng ngày càng ấm no và hạnh phúc. Giới thiệu về lễ hội gầu tàu của chúng em xin được khép lại tại đây. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ.